Theo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam TKV, trong đợt lũ vừa qua, toàn bộ các mỏ than khai thác Lộ Thiên bị ngập nước, máy móc bị tàn phá, nhiều hầm lò tê liệt sản xuất. Các tuyến vận tải than đều hư hỏng nặng, lượng than tại các bãi tập kết bị cuốn trôi trên 10.000 tấn, khoảng 30.000 công nhân ngành than phải nghỉ việc, ước thiệt hại lên tới 1.200 tỷ đồng. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã nỗ lực chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam TKV khẩn trương khắc phục thiệt hại. Bộ đã chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam có cái kế hoạch cụ thể để trong cái tình hình này nhanh chóng phục hồi sản xuất và phải đảm bảo cái nhu cầu thiết yếu trong cung ứng than cho các cái hộ trọng điểm, trước hết là các nhà máy nhiệt điện. Cạnh đó nữa thì có thêm một số hộ như là hộ sản xuất phân bón, hộ sản xuất xi măng, tùy theo tình hình. Bộ Công Thương chỉ đạo trước mắt TKV tập trung rà soát các vùng đơn vị thiệt hại, phương án khắc phục, đồng thời tiến hành rà soát hệ thống bãi thải của vùng mỏ, phương án xử lý sự cố đảm bảo an toàn cho khu dân cư, an toàn cho thợ mỏ, ưu tiên giải quyết các biện pháp hỗ trợ người bị nạn, công nhân sớm trở lại làm việc. Trong chuyến làm việc tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trao tặng tình cảm và sự ủng hộ của cán bộ công nhân viên Bộ Công Thương cho tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Ngoài ra, còn rất nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đã chung tay giúp đỡ tỉnh Quảng Ninh và TKV. Hy vọng Quảng Ninh và TKV sớm khắc phục những khó khăn do mưa lũ gây ra.